bây giờ? Đứa nào mới sắp chết? Tại sao mày vẫn chưa chết? Để tao cho mày xem sao tao chưa chết. Thì ra là mày mặc áo chống đạn. Đi, không bao nhiêu. Thưa sếp, theo đúng như kế hoạch của sếp, em đang lừa nó vào bẫy và đưa nó về đây rồi ạ. Chúng mày làm tốt lắm, nhốt nó vào cho tao. Vâng ạ. Thì bị bọn nó phát hiện.